bạn đang đến với chương trình Giải mã nhan sắc. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Gia Cát Media thực hiện. Được phát sóng định kỳ vào lúc 10:30 thứ bảy hàng tuần trên Truyền hình Vĩnh Long 1 với sự đồng hành từ Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, một thương hiệu thẩm mỹ nhượng quyền chính thức từ xứ sở kim chi, đã có mặt tại Việt Nam, được xây dựng khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Bệnh viện hoạt động theo mô hình chuyên sâu toàn diện về phẫu thuật thẩm mỹ, nha khoa kỹ thuật cao, chăm sóc và điều trị da cao cấp. Với đội ngũ bác sĩ Việt Hàn giỏi chuyên môn, mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng đều được đáp ứng một cách trọn vẹn. JW, nhan sắc mới, khởi đầu mới. Giải mã nhan sắc là một chương trình làm đẹp gồm 2 trong 1. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng với các nghệ sĩ khách mời tìm hiểu chủ đề làm đẹp qua mỗi tuần. Thứ hai là chúng ta sẽ có được rất là nhiều thông tin hữu ích đến từ các vị chuyên gia. Và không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng đến với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là cái gì em quên rồi chị? Ủa thấy lanh quá mà. Hả? Tưởng đâu là dẫn chương trình một mình đó chứ, tính là ra xin nhận lương sớm đi về sớm để Hy dẫn mình thôi. Không phải, tại biết sao không? Tại rung quá quên. Lần đầu trời tiên làm MC. Rung đó đó hả? Trời không rung là chắc đúng là làm một mình luôn rồi đó. Thôi thôi giỡn hoài, bây giờ nè, chủ đề đầu tiên là cái gì? Hỏi thật phải không? Dạ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình sẽ mang đến cho quý vị tất tần tật những thông tin nằm trong chủ đề chiếc mũi thành tựu. Còn bây giờ, trước khi đến với những chuyên mục hấp dẫn của chương trình ngày hôm nay, thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với các đội chơi. Xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ Hoa hậu quốc tế Việt Nam Đặng Thu Thảo và top 4 em vàng Quang Huy. Ôi, đi giải mã rồi đây. Đây nè, đây nè. Xin chào Đinh Thơ, xin chào anh. Xin chào Đinh Thơ, xin chào anh Phạm Huy. Trời ơi. À, quên. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Giải mã nhan sắc. Vậy không biết thì hôm nay tới với chương trình, cái đội của mình tên là gì ha? À, nhóm của mình tên là Đẹp quá trời. Đẹp quá trời hả? Tất nhiên. Chúc mừng hai bạn, mời hai bạn về chỗ. Rồi bây giờ xin mời đến với hai vị khách mời tiếp theo, đó chính là diễn viên MC Nguyên Bảo và á hậu Kim Nguyên. Vô. Đó, nửa vô tiền nữa nè. Sang chảnh. Cái đội mới tập của gì vậy? Đi đâu mà sao bỏ bạn bơ dơ vậy? Đã dặn rồi, mình sang lên. Gửi lời chào tới khán giả nè, 2, 3. Trời ơi, sang quá. Sang đi tập quá. Châu Âu luôn á. Đến với chương trình này là chương trình là giải mã nhan sắc đúng không? Thì đội này cảm thấy là mình luôn tự tin về nhan sắc. Và lúc nào mình cũng phải đẹp, nên lấy một cái tên gọi là luôn luôn đẹp. Luôn luôn đẹp. Chính xác. Còn bên kia đó chặt chém hơn bên đẹp kia. Đẹp quá trời. Đẹp quá trời á là có nghĩa là đẹp một lúc thôi. Đẹp một lúc thôi. Còn tụi em là luôn luôn đẹp, luôn là lúc nào cũng đẹp, xuất hiện một cái là đẹp liền, đẹp xuất sắc. Đó. Cho nên là chị thích cái chuyện mà chặt chém ngay từ đầu như vậy. Nhớ giữ cái tinh thần này suốt cả chương trình nha. Còn bây giờ xin mời hai khách mời hãy về chỗ của mình. Trời ơi, bây giờ mới thấy cái ghế của chương trình nó cao cỡ nào cũng vừa với các cô hoa hậu với á hậu hết trơn á. Chào mừng các thành viên của chúng ta đến với chương trình Giải mã nhan sắc. Và bây giờ thì xin mời các đội chơi cũng như là quý vị khán giả cùng đến với chuyên mục Đẹp thông minh. Ở chuyên mục Đẹp thông minh, chương trình sẽ mang tới những phương pháp thông minh nhất, hiện đại nhất về việc chăm sóc nè, răng nè, tóc nè, mắt, mũi, miệng, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ. Trong chuyên mục Đẹp tinh tế lúc nãy thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những cái mẹo nho nhỏ là trong việc make up thôi đúng không? Để làm sao là cái gọi là ăn gian á, giúp cho người đối diện nhìn vô thấy cái mũi chúng ta thanh thoát. Nhưng thực ra đó chỉ là cái phương pháp tạm thời mà thôi, tại vì có rất là nhiều người muốn sở hữu luôn một cái chiếc mũi thanh thoát thực sự và phù hợp với gương mặt của mình. À, chương trình ngày hôm nay là dành cho em. Vậy bí quyết là gì? Tất cả sẽ được giải đáp nhờ một vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chuyên mục này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, là giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Chào tất cả quý vị khán giả chương trình Giải mã nhan sắc. Chào tất cả các bạn. Dạ, mời bác sĩ nha. Dạ, mời bác ạ. Dạ, bác sĩ. Dạ, em giới thiệu thêm với bác sĩ. Dạ, đội này là đẹp quá trời. Dạ. Đội bên này á là luôn luôn đẹp. Dạ, nói chung là đội nào cũng nhận mình đẹp hết á. Nhiệm vụ của bác sĩ ngày hôm nay đó là giải mã nhan sắc. Nghĩa là các khách mời của chúng ta khi mà chọn một cái đáp án nào đó thì bác sĩ phải là người đưa ra nhận định đáp án nào đúng, đáp án nào sai và có những cái lời giải thích cụ thể để giúp mang lại những cái thông tin hữu ích về làm đẹp cho các khách mời cũng như là cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Sau khi kết thúc chương mục này, đội nào có nhiều đáp án đúng nhất thì sẽ là đội thắng cuộc với giải thưởng là 4 triệu đồng tiền mặt. Vâng, và bây giờ sẽ là những câu hỏi để giải đáp tất
cả những cái thông tin liên quan đến phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi an toàn và hiệu quả nhất hiện nay. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Mũi S-line biểu hiện cho A. Phương pháp làm mũi, B. Dán mũi, C. Chất liệu nâng mũi và D. Tất cả đều đúng. Rồi, hai đội đã có đáp án riêng của mình. Rồi, xin mời bác sĩ. Đầu tiên thì một câu hỏi rất là thú vị mà không biết mấy bạn không phải bác sĩ mà đầu tiên các bạn trả lời rất là chính xác là đáp án D. Thế tại sao nó có phương án là ba câu trên là phương pháp làm mũi, tức là trước đây chúng ta làm mũi một cái kỹ thuật cũ là chúng ta dùng một cái sụn nhân tạo đặt vào để mũi cao lên. Thì cái phương pháp đó nó cũ rồi, bây giờ phương pháp S là cái dáng mũi hình chữ S phải dùng phối hợp giữa sụn từ thân và sụn nhân tạo. A là phương pháp làm mũi, B dáng mũi, C chất liệu, thì ba cái câu trên là câu D là đúng. Dạ, nhưng mà bác sĩ, em thấy là cái chữ S-line này gần như là được sử dụng rất là rộng rãi. Thì có phải là tất cả những cái nơi mà xài cái tên S-line đó đều sử dụng chung cái khái niệm đó hay không ạ? Thực ra cái từ mũi mà S-line nó xuất phát đó, thì đã nó cũng được 6-7 năm nay rồi. Tuy nhiên sau này người ta nói mũi S-line nhưng mà ta dùng sụn nhân tạo không, ta đặt thì nó được chỉ đúng về cái dáng thôi, chứ chưa đúng về cái cấu trúc phối hợp giữa sụn thân nhân tạo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Đâu là phương pháp nâng mũi mang lại dáng mũi đẹp nhất hiện nay? Nghe kỹ nha. Nâng mũi sụn mềm Hàn Quốc. B. Nâng mũi sụn Hàn Quốc kèm bọc sụn vành tai. C. Nâng mũi S-line cộng sụn tự thân toàn bộ. Và D. Tùy cấu trúc mũi và cơ địa của mỗi người. Trời ơi, hai đội lại đưa ra cùng đáp án rồi. Cái này giống như là chuyên gia luôn hay sao bác sĩ? Thực ra thì trước đây chúng ta làm một mũi thì đa phần khi mà bệnh nhân khách hàng tới là yêu cầu làm cái mũi dáng này dáng kia. Nhiều người tôi muốn mũi rất là cao, giống cô diễn viên, ví dụ giống cô Hoa hậu Thu Thảo chẳng hạn. Thì tôi nói Hoa hậu Thu Thảo đẹp nhưng mà cái mũi này phù hợp cho cổ thôi. Mỗi người có mỗi cấu trúc khác nhau. Chúng ta không nên làm theo một người màu đó, vì cái mũi mình nó hợp với gương mặt của mình. Nó hợp với cái xương gò má mình, cái môi, cái miệng mình. Cho nên câu hỏi này thì chúng ta thấy là tùy cấu trúc và cơ địa mỗi người, chúng ta đặt làm sao nó phù hợp nhất. Thay vì ngồi ở nhà xong thấy cô Thảo mũi đẹp quá, hỏi Thảo ơi làm mũi đâu vậy, chỉ giới làm gì vậy, đúng không? Cái Thảo nói là nâng mũi sùng mềm Hàn Quốc thôi là đẹp rồi. Cái hỏi Kim Nguyên ha, trời ơi mũi đâu đẹp, và Kim Nguyên nói là nâng mũi S-line là đẹp rồi. Cái thấy cô nào đẹp sao cái mình làm y chang. Thành ra cho nên là phải dành thời gian tìm đến với bác sĩ, đúng không ạ? Rồi lúc đó mới đưa ra một cái phương pháp phù hợp, chứ không phải là một cái phương pháp nào đó mà phù hợp cho tất cả mọi người. Thì ở câu hỏi này thì hai đội tiếp tục lại là chính xác. Em Huy ơi, ngày chương trình ngày hôm nay là dành cho em đó. Thành ra cho nên bác sĩ ở đây xong một cái là bác sĩ đi về. Em phải, chị yên tâm, chị yên tâm. Chạy ra, gặp bác sĩ là một có gì á, thắc mắc gì là phải hỏi bác sĩ liền nha. Chị yên tâm. Chị biết không, là thật ra Huy đang làm ấn tượng với bác sĩ, thôi cố tình la làng lên vậy đó cho bác sĩ chú ý. Không có được đẹp đâu mà sao cứ phải la làng lên vậy. Nói trời ơi, trời đất ơi, người ta nói rồi mình đi về mà mình còn thấy chưa nữa. Ai biểu? Cái này là do lố lăng quá mà, tôi đâu có. Chứ chị thấy là không bình được. Đúng rồi, chứ chị thấy mũi của Huy có khi phải sử dụng hơi coi như là hết cả ba cái đáp án luôn á. Rồi cũng phải chắc phải thêm vài đáp án trời nữa ơi, mỗi chương trình mà từ MC cho tới hả ba người chơi chung không ai yêu thương Quang Huy cả. Tại Quang Huy đẹp quá mà. Rồi xin mời mọi người đến với câu hỏi thứ ba. Ngoài chất liệu sụn nhân tạo, có thể sử dụng thêm các loại sụn tự thân nào dưới đây? A. Sụn sườn. B. Sụn khớp khuỷu tay. C. Sụn vách ngang mũi. D. Sụn khớp vai. Và E. Sụn tai. Trời ơi, rồi lại trùng hả? Lại trùng nhau. Chúng ta đã nghe nhiều về nâng mũi cấu trúc S-line phối hợp giữa sụn từ thân và sụn nhân tạo. Thì đa phần sụn từ thân thì chúng ta ai cũng biết có kết hợp sụn tai. Như vậy câu A là câu đúng đầu tiên. Thứ hai là tuy nhiên một số trường hợp cái sụn vách ngăn người ta yếu quá, người ta không dựng được cái đầu mũi kéo dài ra, hoặc là người ta đã mổ nó hư rồi, dùng cái sụn này nó khỏe thực sự để kéo dài đầu mũi ra, thì chúng ta dùng sụn sườn. Như vậy là câu A và câu E đúng. Tuy nhiên cái câu quan trọng trong mũi cấu trúc S-line là sụn vách ngăn là quan trọng nhất để làm. Và chúng ta thiếu một trường hợp là sụn vách ngăn là câu C. Như vậy trong đáp án trường hợp này có ba câu là sụn sườn, sụn vách ngăn và sụn tay. Hai đội trả lời đúng là câu A và câu E, vì thiếu một câu là câu C. Mà coi như là cũng hòa luôn rồi. Hòa luôn rồi. Tiếp tục. Dạ bác sĩ ơi, cho em hỏi cái việc mà mình lấy sụn về lâu về dài nó có ảnh hưởng gì đến những cái vị trí mà mình lấy sụn đó không? Thực ra chúng ta thấy là một số trường hợp ta lấy nó sụn tay trước đi. Dạ. Thì chúng ta lấy phía sau tay mình thì người ta sợ lấy nhiều quá nó có ảnh hưởng tới tay không. Dĩ nhiên chúng ta lấy mức độ vừa phải. Nếu chúng ta lấy toàn bộ sụn tay dựng hết cấu trúc mũi thì nhất là cái tay vành tay mình nó sập xuống, nó sẽ hư. Thứ hai là sụn tay chúng ta đắp toàn bộ cái mũi sẽ co rút làm cái mũi biến dạng. Sụn tay chỉ dùng một lớp để bọc cái đầu mũi, còn cái trục dựng lên để cái mũi thẳng là sụn vách ngăn hoặc là sụn sườn.
hai cái xuồng nó thẳng. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi hình ảnh. Đâu là chiếc mũi đã được phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi? Xin mời các đội chơi. 2, 3. Bên đội luôn luôn đẹp là A và C, còn bên đội đẹp quá trời là A. Chết rồi, mình thua hả? À, thì ba cái mũi này á, ABC này chỉ có một người nâng mũi. Là trước mắt là thấy cái đội mà luôn luôn đẹp là sai rồi đó, đúng không bác sĩ? Chết rồi Thảo ơi, 4 triệu thuộc về mình rồi. Như vậy đáp án là câu A, là bạn này có làm mũi. Còn câu B, câu C đó, mình nghĩ cái mũi trước sau đó. Ôi khác dữ vậy đó hả? À, cô này là cô gái người Singapore. Cô qua Việt Nam, cô đi du lịch và cái hộp sữa mũi. Thì chúng ta thấy rằng cái đầu mũi của to, cánh của rộng, cô muốn một cái dáng mũi thon gọn. Thì cứ ngoài cái chuyện tính cái sườn mũi trên thấp chúng ta nâng lên và chúng ta làm cho đầu mũi có gọn và cái cánh phải gọn lại. Đó thì chúng ta thấy là đây là một làm cấu trúc trong mũi S-Lay. Chúng ta nâng lên cao, thu gọn đầu mũi và thu gọn cánh mũi. Đây là trường hợp trong mũi cấu trúc S-Lay. Bác sĩ, em nghe nãy giờ em nghe là thu gọn cánh mũi thôi, còn có thu gọn đầu mũi nữa bác sĩ. Trong trường hợp cái đầu mũi mình to, chúng ta làm sao thu nó gọn lại. Ví dụ chúng ta thấy cái mũi rất là to, cái đầu đó, thì cái đầu phải gọn vậy. Chúng ta phải sắp xếp lại cái sùng. Chúc mừng đội đẹp quá trời lần đầu tiên. Từ nãy giờ là 4 câu rồi mới phân định được một câu. Câu hỏi thứ 5, câu này thì nó hơi chuyên môn một tí xíu. Nhưng mà ví dụ như Huy thì thích muốn nghe lắm, cho nên là chương trình nghe đặt ra câu này cho Huy. Không, em nghe về cho gia đình của em chị ạ. Nghe kỹ nha các bạn. Câu nào sau đây mô tả đúng tình trạng mũi sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi S-Line Plus ứng dụng huyết tương vào tiểu cầu PRP? A. Mũi cứng do đặt sụn, không được xoay lắc đầu mũi, không được để va chạm vào mũi. B. Mũi mềm mại tự nhiên, có thể vặn xoay đầu mũi thoải mái. Chỉ có đáp án A và B thôi. 1, 2, 3, bắt đầu. Bây giờ cứ đưa giống y chang bên này là bên đây sẽ thắng. Trước đây thì chúng ta thấy là khi làm mũi xong người ta nói là mình về làm xong cái đụng mũi có sao không. Tuy nhiên càng về sau thì kỹ thuật nó càng khác, chúng ta làm sao cái mũi thực sự tự nhiên. Nếu chúng ta làm đúng kỹ thuật, kết hợp sụn tự thân trên cái đầu mũi, chúng ta dùng cái màng tế bào PP là cái màng huyết tương vào tiểu cầu, chúng ta bọc cho nó thì cái mũi sẽ mềm mại. Thì sau khi mũi chúng ta sẽ vặn được. Dạ. Rồi. Nhưng mà đúng là nó khác hẳn hoàn toàn với những cái khái niệm từ xưa tới giờ mình đã có trong đầu. Rằng là sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi và có những cái can thiệp về mũi là gần như cực kỳ hạn chế va chạm hoặc là đụng vào. Chứ đừng nói chi mà cầm mà lắc hôn nhiều khi cũng không dám hôn không. Sao tự nhiên em hỏi chị? Chị làm chị biết mà hỏi đâu. Em chỉ quan nói quan điểm em nói chung mà thôi, mà chẳng có ai kia sắp tập chỉnh mình. Ủa dạ rồi. Câu hỏi tiếp theo khá là hấp dẫn. Phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi có gây viêm xoang hay không? A. Có. B. Không. C. Có. Nếu yếu tố chuyên môn không đảm bảo. 5 giây dành cho hai đội chơi. Bắt đầu. 5. 4. 4. 3. Không, không cần 5 giây luôn. Xin mời bác sĩ. Rất nhiều câu hỏi mà bệnh nhân hỏi là bác sĩ em bị viêm xoang cái nhân mũi được không? Ha, em nâng mũi xong viêm xoang hay không? Thực ra nếu cái xoang chúng ta biết là cái xoang mình, cái xoang về xương trán, xoang hàm hay xoang gì đó, nó nằm phía sâu trong cấu trúc xương. Còn khi ta nâng mũi là chúng ta chỉ đụng về phần trên. Cho nên nếu mà chúng ta nâng bình thường thì hầu như không có ảnh hưởng bị xoang hết. Trong trường hợp là câu B là đáp án chính xác. Chơi theo cái phương án đó là cứ đội bên này để chọn đáp án cái gì nào? Bên kia chọn y đúng chang rồi. Câu hỏi tiếp theo như sau: sụn nhân tạo phải thay sau bao nhiêu năm? A 10 năm, B 15 năm và C tồn tại vĩnh viễn. Đưa đáp án giống nhau nữa này nha. Không biết luôn á, mấy người phẫu thuật thẩm mỹ mình không biết luôn. 1, 2, 3 lật rồi. Yên tâm, lần này là sẽ có một người đúng và một người sai, hoặc là hai tại người sai hết. Tại vì ở đây người ta hoàn toàn tự nhiên. Rồi bây giờ nè, câu hỏi của chúng ta là sụn nhân tạo phải thay sau bao nhiêu năm? Đội luôn luôn đẹp thì chọn đáp án là 10 năm. Còn đội mà đẹp quá trời á, là tồn tại vĩnh viễn. Và mời bác sĩ. Một số trường hợp và chúng ta đặt làm nâng mũi đặt sụn nhân tạo thì không phải là trường hợp nào chúng ta cũng phải 10 năm tấm thay ra hết. Thứ nhất, tấm đảm bảo nhất là cái da mình nó dày, làm đúng kỹ thuật thì cái sụn nhân tạo sụn này sẽ tồn tại vĩnh viễn cơ thể mình. Tuy nhiên cái tồn tại là tồn tại vĩnh viễn. Còn ví dụ nếu trong 1, 2 năm, 3 năm, 10 năm có vấn đề trục trặc á, người ta mới ra. Chính vì vậy mà đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. 2, 0. Cái này tự nhiên chọn đáp án mà thấy hoang mang lắm luôn á, mà sao mà bóc ra cái này bóc hên xui hay sao vậy? Không, người ta có một kiến thức nền. Tém lại. Câu hỏi tiếp theo như sau: bạn có thể yêu cầu nâng mũi cao bao nhiêu tùy thích đúng không? A đúng, B sai.
Rồi. Cả hai đội đều chọn đáp án B. Rồi mình đúng rồi. Mình tiếp mình thắng. Mình giống bên kia là mình thắng. Em chọn lại được không? Em chọn lại. Được chọn lại. Em chọn lại. À, cái này là bác sĩ. Cho. Bác sĩ cho. Ủa thôi em không có chịu đâu. Không bây giờ không phải bây giờ bác sĩ đồng ý nè, bây giờ đội kia có chắc chọn lại không? Có muốn đội chọn lại không? Không chọn. Không chọn chắc chưa? Chắc chắn. Ok. Chúng ta biết rằng không thể chúng ta làm gì yêu thích được tất cả mọi thứ hết. Cái da chúng ta có chừng đó, chúng ta làm hết sức chắc chắn là hư. Thứ nhất là da sẽ mỏng, thứ hai cái trục mũi nó chịu không nổi. Mình nhớ cách đây khoảng 5 năm có làm cho một cái cô đó, cái mũi rất đẹp. Mình sau có quay bác sĩ ơi, cái mũi em không thấy cao lắm, bác sĩ làm cho em. Thì mình dứt quyết mình từ chối không làm. Sau đó cô đi qua một cơ sở khác cô làm, thì sau đó bị hư hết rồi, nó lộ sống hết. Thì một năm sau cô quay lại thì cô mới nói là hồi xưa em nghe bác sĩ thì được rồi. Thực sự đó là một câu chuyện thật. Chúng ta làm cái gì cũng vừa phải thôi, đừng làm quá. Thấy chưa, nhớ không Nguyên? Em xin lỗi bác sĩ. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải làm vừa với cấu trúc về cơ địa của mình. Trong trường hợp này đã bắn câu B là đúng. Yeah. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Độ tuổi tối đa có thể thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi là bao nhiêu? A. 55 tuổi. B. 70 tuổi. C. Không giới hạn độ tuổi. 2, 3. Đáp án của hai đội là gì? C. Nói chung là chúng ta khi làm một phẫu thuật nào thì chúng ta đảm bảo về sức khỏe an toàn trước. Thì trong trường hợp này chúng ta phải kiểm tra sức khỏe của người đó. Nếu sức khỏe người đó đủ phép làm thì chúng ta làm được trong bất kỳ tuổi nào nếu cho phép phẫu thuật. Cho nên đáp án câu C là câu đúng. Đến câu hỏi cuối cùng. Cần thăm khám định kỳ bao lâu một lần sau phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi? A. 6 tháng. B. 1 năm. C. 5 năm. D. Không cần nếu không có biểu hiện bất thường. 5 giây dành cho hai đội. Em nhường đó. Mời đáp án. Cái này là nhường á. 2, 3. Rồi xong luôn. Sợi quá trước nữa. Nó là kỳ luôn, thật sự em quá không chán. Muốn nói đến luôn ấy. Rồi mời bác sĩ giải đáp. Rồi có một cái này, chúng ta sau khi bất kỳ làm phẫu thuật nào chúng ta phải có một cái chế độ tái khám định kỳ. Thì sau khi mà chúng ta tái khám sau 1 tháng 2 tháng mà mọi cấu trúc về mũi ổn định rồi thì chúng ta cũng không cần tái khám nữa. Vì vậy đáp án trong trường hợp là câu D là đáp án đúng. Tuy nhiên bất kỳ người nào khi lớn tuổi chúng ta sau đó chúng ta kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm là 1 lần. Còn nếu chúng ta có điều kiện chúng ta quay lại bác sĩ lâu lâu gặp bác sĩ để khám mà bác sĩ em thăm khám thì bác sĩ thăm bác sĩ và sửa thêm. Sau vòng mini game vừa rồi thì hai đội chơi của chúng ta chỉ có chênh lệch có hơn chút xíu siêu à. Ở đội luôn luôn đẹp, trả lời được 5 đáp án đúng trên 10 câu hỏi. Chúc mừng. Còn ở bên đội kia, đội đẹp quá trời thì trả lời được 8 đáp án đúng trên 10 câu hỏi. Chúc mừng. Tại sao? Mình nhường. Ok. Cái này là mình nhường. Anh phải nói thật là rõ. Rõ hả? Dạ. Để anh nói lại nha. Anh nói lại. Và sau vòng mini game vừa rồi thì đội luôn luôn đẹp. Nhường. Nhường phần thắng cho đội đẹp quá trời. Thắng cũng thắng rồi, có phục nữa thì thôi. Đúng rồi. Ok. Vâng, chúc mừng đội đẹp quá trời đã giành giải thưởng là 4 triệu đồng cho vòng thi này. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đồng hành cùng với chương mục Đẹp Thông Minh. Quý vị và các bạn thân mến, sau hai màn chiến đấu rất là quyết liệt và chặt chém nhau không thương tiếc thì hai đội của chúng ta đã lần lượt nhận được hai giải thưởng của chương trình. Đầu tiên đó là đội luôn luôn đẹp sẽ nhận được giải thưởng là 2 triệu đồng. Xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung ạ. Rồi. Dạ đây. Cảm ơn bác sĩ. Và đội đẹp quá trời sẽ nhận được phần thưởng là 4 triệu đồng. Rồi, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn bác sĩ đẹp trai. Cảm ơn các đội chơi của chúng ta rất rất nhiều. Ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình để mang đến một cái chương trình giải trí rất là vui tươi, rất là sôi động. Và bên cạnh đó giống như các bạn nói đã mang rất là nhiều những cái thông tin bổ ích về làm đẹp cho quý vị khán giả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Giải Mã Nhan Sắc do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Gia Cát Media thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc xin phép được khép lại. Và mọi người đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình nha, 10:30 sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc hân hạnh tài trợ chương trình này. Trời ơi, em mời chị lên đây làm cái chương trình giải mã nhan sắc mà em không giải mã gì hết, bây giờ chị giải tán à? Từ đó giờ đâu có ai giải mã được cái nhan sắc của đại đâu. Thôi mình lấy cái tên là đẹp không ta. Mình đánh rất là mỏng, bởi vì đánh càng mỏng và đánh nền chắc thì cái giữ được cái độ lâu. Thời buổi giờ phải tiết kiệm, đẹp cũng phải tiết kiệm. Nám da được xem là một tình trạng bệnh lý. Cái đáp án A nãy đó là xém nám. Không, cái A đó là chắc nám.